sản phẩm này và đã sử dụng sản phẩm này trong vòng nhiều năm. Bản thân em thì ban đầu cũng không tin bất kỳ một loại sản phẩm nào cả, bởi có hai nội dung mà em cảm thấy lúc nào cũng hoài nghi. Đó là sản phẩm đầu tiên là sản phẩm dùng để bôi lên mặt, và cái sản phẩm thứ hai là sản phẩm để đưa vào cơ thể mình. Nhưng vì thế mà mặt của em thì không bao giờ dám dùng những cái loại mỹ phẩm mà người khác giới thiệu là tốt hay là thế nọ thế kia, và đặc biệt là những cái dòng sản phẩm mà đưa vào cơ thể, bởi vì là nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình. Lúc em post hàng lên ấy, lúc em chia sẻ về cái sữa này lên thì có rất nhiều chị chụp cả thùng sữa Alpha Lipid luôn và nói với em rằng là nhà chị toàn mua cả thùng và đã dùng rất là lâu rồi. Và có những chị thì bảo là sao đến bây giờ mới biết đến sản phẩm này à, chị dùng lâu lắm rồi, sức khỏe cải thiện rất là tốt. Và từ cái việc mà sử dụng sản phẩm cho đến cái việc mà mọi người chia sẻ về cái tác dụng của sản phẩm này thì em lại có một cái niềm tin tuyệt đối. Chính bởi vậy mà em muốn chia sẻ nó với tất cả mọi người. Sở dĩ thì em cũng dễ hiểu về cái vấn đề mà tại sao mọi người không chia sẻ cái sản phẩm này với nhau. Bởi vì là trong một cái thị trấn nhỏ ấy, thì khi mà nói về cái sản phẩm này thì mọi người sẽ nghĩ rằng à, nó giống như kiểu là bán hàng đa cấp ấy. Cũng ngại không muốn nói với mọi người, bởi vì là khi nói về cái giá thành sản phẩm là 1.280.000 thì nhiều người ta chưa cần biết rằng là à, tác dụng của nó ra sao, có mang lại hiệu quả gì không, mà chỉ cần nghe đến giá thôi thì người ta đã cảm thấy rất là sợ. Nhưng khi trực tiếp sử dụng sản phẩm rồi mới thấy rằng là nếu trong cái thời điểm này bỏ ra 1.280.000 cho cái sức khỏe của mình ở trong vòng 1 tháng thì nó là quá rẻ mạt. Vì dịch bệnh bây giờ đang diễn ra thường xuyên, chúng ta có thể thấy rằng là ở các thành phố lớn như là thành phố Vũ Hán hoặc ở Italy, ở Mỹ đều là những thành phố và những đất nước mà đi trước Việt Nam mình hàng trăm năm về vấn đề phát triển. Vậy thì bệnh tật nó không loại trừ người nghèo, chẳng loại trừ người giàu. Đến lúc đó thì mới đặt ra câu hỏi là tiền nhiều để làm gì? Đúng ạ, lúc đấy có tiền chẳng giải quyết được gì nữa. Vậy thì thay vì cái vấn đề mà mua cho mình một bộ quần áo đẹp, thay vì cái vấn đề mà để ý chăm sóc cái nhan sắc của mình, thì chúng ta hãy lưu tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề sức khỏe. Bởi không có sức khỏe thì không làm được gì cả. Cũng phải chia sẻ thật với các chị, đó là những năm trước em là một đứa mà cực kỳ yếu, năm nào cũng đi viện. Mỗi lần đi viện mất vài chục triệu và thấy khổ hơn, bởi vì là nhà kỳ neo người, nằm viện thì tủi thân lắm. Em vẫn thắc mắc là tại sao mình không biết đến sản phẩm này được sớm hơn để mình có thể có một cái sức khỏe tốt. Nhưng đến bây giờ thì em tự tin sử dụng sản phẩm Alpha Lipid. Còn chị nào còn băn khoăn thì em chỉ muốn nói với các chị một điều rằng là khi các chị còn chần chừ thì người ta đã mua nó rồi, và khi các chị quyết định mua nó thì người ta đã sử dụng nó rồi và đem lại cái hiệu quả rất là tốt. Vậy thì đừng tính toán, có thể tính toán với bất kỳ một lý do gì, nhưng đừng tính toán với sức khỏe của mình. Vì hơn bất kỳ một sản phẩm nào, Alpha Lipid sẽ mang lại những hiệu quả thật sự bất ngờ đối với các chị và mọi người trong gia đình. Vì thế mà ai muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này thì các chị có thể liên hệ với em hoặc gọi điện trực tiếp về công ty. Người ta sẽ có những cái lời giải đáp thật sự xứng đáng với các chị. Trong thời gian vừa rồi thì em đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều những hình ảnh cũng như là video về những người mà trực tiếp sử dụng sản phẩm. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ tìm hiểu thật kỹ càng về sản phẩm. Khi mà đã sử dụng sản phẩm rồi thì em muốn tạo nên một cái hiệu ứng lan tỏa. Đó là lan tỏa để quảng bá cho nhau về một sản phẩm tốt, có lợi cho sức khỏe của mình.